sao mà sức mấy nước. Wow, đẹp trai ta. Đi không? À. Đi. Đi anh Phú ơi. Đi tiếp khách. Khách gì? Khách của anh Phú hay em đi chung? Ai cho hai cưng đi. Ủa bình thường tụi em đi theo, tự nhiên anh Phú kêu ai cho đi là sao? Không được, hôm nay khách quan trọng, hai đứa đi không được. Tại sao nữa? À... quan trọng mới còn hai em đi chứ, anh Phú kỳ á. Mấy đứa không nhớ được trước hả? Bữa trước sao anh Phú? Bữa trước á, nhớ luôn. À, cái vụ tụi em ăn á hả? Nhớ luôn, biết luôn. Nghĩ sao đồ ăn người ta mới dọn lên, anh chưa đụng đũa, khách anh chưa đụng đũa, hai đứa làm láng luôn. Thì cái đó tụi em đói quá. Đói gì? Nhỏ cái anh nhiều nhất kìa. Lâu quá, không kịp, nay tụi em ăn no rồi, tụi em chỉ cần đi. Đúng rồi. Bữa họ muốn đội quần này, không biết này đâu, chắc đội tới cái show cái đó gì trên cái đầu luôn. Thôi đi. Thì anh Phú, dạ, thay đồ, không phải Phú kêu anh đi. Thôi. Thay đồ hết rồi nè. A few minutes later. Cái gì vậy? Trời ơi, làm gì trời? Trời ơi, gãy mấy quạt trời ơi trời. Buồn. Xịn quá, từ đâu rồi? Vô kèo. Cũng mày đồ nghe để xăm hình cho anh Phú nha. Ê mà thôi, cái này nó cong cong khó xăm lắm. Qua đây đi. Quay gì nữa? Mày đâu em? Bây giờ hai đứa mày tính sao? Tính gì? Đây là sao? Sao hai em biết? Giỡn mặt với anh đó hả? Gì đó, tự nhiên. Nãy giờ hai em quay TikTok mà, hai em làm gì đâu? Nãy giờ hai em quay TikTok mà, hai em làm gì đâu? Quay TikTok. Em ngủ xong rồi quay TikTok mà. Ừ. Tâm mình anh này là coi nè. Dính tùm lum vậy thì sao tháo ra? Cái gì? Nay anh cứ xăm hình luôn kìa. Trời ơi, nhậu. Anh cứ đi nhậu xỉn rồi, anh cứ xăm hình luôn. Không làm gương gì hết trơn. Vậy mà kêu tôi sao mà anh cứ đi xăm hình. Lớn mà kỳ trời. Đúng rồi. Cái gì? Nãy giờ anh ngủ đây tụi em có biết gì đâu mà giờ anh nói tụi em cái gì vậy? Coi camera là. Coi đi. Coi camera là biết liền. Cái tay đen xì xăm mình vậy mà kêu. Ừ, tự xăm xong rồi tự nhiên đứa thừa cho mình kêu là mình xăm trời. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Tao coi camera hai ba đứa cãi. Ở đây là lúc cam rồi hả? Lúc cam trời. Nhà này ai biết anh Phú đặt cam luôn. Em không bao giờ đụng vô mấy cái cam đó nha. Chừng nha là anh Phú tự che lại rồi anh Phú đổi thừa. Đúng rồi. Coi chừng nãy anh Phú xỉn anh Phú làm gì anh Phú không biết á. Nãy anh Phú ngủ anh Phú không hay gì đúng không? Coi chừng mà người ta chích thuốc mê, người ta xăm hình xong người ta đưa anh Phú về đây nè. Nãy lúc bớt đi, bớt đi ra mấy câu chuyện tầm xàm đi. Hai đứa mày xăm đúng không? Không có, thiệt mà nãy tụi em xuống là anh Phú nằm ở đó rồi. Lợi dụng lúc anh say xỉn tụi bay ra xăm hình anh chứ gì? Anh đi có, tụi em làm gì biết xăm? Ủa tụi em rảnh gì phải xăm anh Phú làm cái gì? Thề đi. Hề luôn. Hề đi. Hề. Không giúp thề cái gì? Đi. Ý thề luôn. Chôn. 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 Hiện tại mình đang bị hai đứa con gái nó tròn nha các bạn. Nó xăm hình lúc mà mình xỉn về mà không biết lấy ra xăm từ lừa hạt dưa trên tay hồi mình. Hồi nào. Bằng chứng đâu. Bằng chứng. Cái này hình xăm thiệt mà. Hãy nó phải tính sao. Tính gì em luôn.
Ừ, được lắm. Giờ chẳng qua là anh không có bằng chứng cam của anh mấy đứa rút tại gì? Cái camera anh nên của mình mấy đứa rút đúng không? Có. Nhưng mà bây giờ có gì nó cũng chối các bạn. Đâu có bằng chứng à, gì. À, hồi nãy wifi bị hư á con. Chẳng không ghi hình được á. Có dù wifi hư nữa hả? Wifi bị hư nãy tụi em quay tên quay tới tốt, tự nhiên cái nó tắt quay em. Ok, tụi em đi ngủ luôn. Vậy anh alo bên bên wifi nha. Không có. Wifi bị hư rồi còn thêm cúp điện nữa. Vậy là cúp điện rồi. Rồi cho điện lực nha. Không có, cúp điện á. Rồi. Mày xong rồi. Mày chối đi. Anh Hảo cơ. Anh Hảo đang sửa điện ở trên phòng á. Anh Hảo sửa điện chả nó tin muốn lên chảnh coi đi. Thôi anh hỏi nào. Giờ sao gỡ ra? Hỏi anh Hảo á. Mười mấy ngày mới ra rồi anh đi quay phim kiểu gì? Hỏi anh Hảo á. Anh Hảo mấy ngày làm bây giờ. Này anh Hảo làm nè. Gì? Anh Hảo. Mày bá anh cái anh Hảo nữa. Mày tao đá.